lời hứa của tướng Hoàng Đan và tiếng hát đặc biệt ở chiến trường biên giới. Ca sĩ Kim Tuyết, đoàn nghệ thuật quân khu 2, là người phụ nữ duy nhất đến làng Lò, chiến trường ác liệt nhất sát ngay đường biên, vì nguyện vọng được nghe văn công hát của người lính biên giới. Sau đây, mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của chị về ký ức không thể nào quên về chuyến đi biểu diễn có 102 này. Năm 1984, tôi trở thành nữ văn công đầu tiên và cũng là người phụ nữ duy nhất đặt chân đến hang làng Lò, nơi cao điểm chiến đấu ác liệt nhất của ta và địch, nơi nằm sát ngay đường biên giới, để đáp ứng nguyện vọng mong được nghe văn công hát, mong được gặp người phụ nữ một lần của những người lính trẻ. Buổi biểu diễn suốt 24 tiếng đồng hồ, không đàn, không nhạc, không hoa, chỉ có bát mì không người lái làm quà tặng, là buổi biểu diễn dài nhất, cũng là buổi biểu diễn mà suốt đời tôi không thể nào quên. Từng tốp nhỏ lần lượt vào hang nghe tôi hát, rồi lại ra ngoài chiến đấu. Có những người vừa ngồi đó mà lại chỉ vài tiếng sau đã vội hy sinh. Đi khắp bao chiến trường, đó là lần tôi thực sự hát giữa tiếng đạn pháo đúng nghĩa. Lời hứa sẽ có văn công, sẽ gặp đàn bà của tướng Hoàng Đan và người phụ nữ duy nhất có mặt ở làng Lò trong chuyến đi có thể không có ngày về. Vào một đêm cuối năm 1984, giữa những ngày chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, khi tư lệnh mặt trận Vị Xuyên, tướng Hoàng Đan vào thăm hang làng Lò, nơi cách cộng sự địch chỉ 100 mét, cũng là một trong cứ điểm chiến đấu ác liệt nhất ở Vị Xuyên, ông hỏi những người lính trẻ: "Các cậu ở trong này bây giờ cần gì nhất?" Lính của ông giải bày: "Báo cáo thủ trưởng, thủ trưởng cho chúng em xin ít văn công. Đã 6 tháng trong hang không nhìn thấy mặt đàn bà." Tư lệnh Hoàng Đan trịnh trọng hứa: "Được, các cậu sẽ có văn công, sẽ gặp đàn bà." Sau lời hứa đó của tư lệnh Hoàng Đan, tôi và anh Hoàng Trẻ cùng một số nghệ sĩ thổi sáo trong đoàn nghệ thuật quân khu 2 được lệnh đi từ sở chỉ huy tiền phương ở Hà Giang vào hang làng Lò, trận địa đầu chống địch ngay sát biên giới, hát cho những người lính đang đóng quân ở đây nghe, hoàn thành tâm nguyện của họ. Cho đến thời điểm đó, vì tính chất ác liệt của trận địa, chưa từng có người phụ nữ nào đặt chân đến hang làng Lò. Tôi chính là người phụ nữ đầu tiên. Mà đến lúc lên đường, ai trong chúng tôi cũng phải xác định tâm lý, có thể chuyến đi này sẽ là chuyến đi không có ngày trở về. Trước lúc lên xe, nhạc sĩ Thuận Yến hỏi tôi: "Cậu là đàn bà, lại có hai con nhỏ, vào nơi nguy hiểm, ngày đêm bom rơi đạn lạc thế, có sợ không?" Tôi trả lời: "Sợ chứ, nhưng là văn công của một đoàn quân đội, nếu không phải là chúng ta thì ai sẽ làm việc đó?" Để đến hang làng Lò, đoàn chúng tôi bắt đầu lên đường từ thị xã Hà Giang giữa trời tối. Đi đêm nhưng xe không dám bật đèn, chỉ lò dò từng bước vì sợ địch tấn công. Hết đoạn đường ô tô có thể đi là bắt đầu đi bộ, băng đèo, vượt suối, men theo chiến hào được đào trên dãy núi Vị Xuyên. Có những lúc gặp vách núi hiểm trở, không có đường đi thì có dây thừng để leo lên. Có đoạn gặp suối lớn, chúng tôi đi qua chiếc cầu treo, chỉ có hai sợi dây mỏng manh và vải thanh gỗ chẳng ngang qua suối. Đến sáng thì vào đến hang làng Lò, chỉ nghỉ ngơi một chút, chúng tôi bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Trận địa và cuộc sống của những người lính ở làng Lò có thể tóm lại qua bài hát mà nhạc sĩ Thuận Yến đã sáng tác. Điểm tựa nằm trong mây, mắt kẻ thù chẳng thấy, nơi chúng tôi ở đấy là hang đá trời cho. Không đủ chỗ nằm co nên ngủ ngồi cũng tiện. Ánh mặt trời thắp sáng là ánh trăng làm đèn. Cơm trắng chấm muối trắng, cọng rau chia hai phần. Uống nước trong của trời nên lòng dạ sáng người. Buổi biểu diễn giữa tiếng bom và lời đề nghị bất ngờ của người lính. Tôi vào đoàn nghệ thuật quân khu 2 từ năm 1976, nên suốt những năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, mỗi năm 12 tháng thì có đến 5 đến 6 tháng tôi sẽ đi chiến trường hát để phục vụ cho những người lính. Có không ít lần vào tận bệnh viện dã chiến giữa chiến trường, đến tận giường bệnh,
của những người thương binh đã mất chân, mất tay, mất đi ý thức để hát cho họ nghe. Nhưng không có buổi biểu diễn nào in dấu trong lòng tôi như buổi biểu diễn kéo dài suốt 24 giờ của tôi ở hang Làng Lò. Hang Làng Lò nằm sâu trong lòng núi, nhưng phía trên đỉnh núi là trận địa của ta và địch, nên ở trong núi, dù ngày hay đêm vẫn có thể nghe được tiếng súng. Suốt những năm tháng đi hát trong chiến tranh biên giới, đó là lần tôi thực sự hát giữa tiếng pháo rơi đạn nổ một cách đúng nghĩa. Buổi biểu diễn của chúng tôi hoàn toàn không có đàn, không có nhạc, chỉ có cây sáo nhỏ làm nhạc nền. Sân khấu là một khoảng đất rộng giữa hang. Cả hang, Làng Lò đầy bóng tối được thắp sáng bằng đèn dầu, thứ vốn là xa xỉ phẩm trong những ngày thường. Khán giả của tôi là những người lính trẻ, hầu hết đều chỉ 18 đôi mươi, có người băng bó đầy đầu, có người chân tay vừa gãy, tất cả ngồi trên những phiến đá quanh tôi, chăm chú xem chúng tôi biểu diễn. Ca sĩ bình thường chỉ hát từ 5 đến 10 bài đã đuối sức, đã mất tiếng. Nhưng lần biểu diễn đó, anh Hoàng Chè và tôi thay nhau hát suốt một ngày một đêm. Vì khi nhìn vào ánh mắt háo hức, vui mừng, phấn khởi và mãn nguyện của những người lính Làng Lò ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều không thể nào dừng lại. Tôi không đếm nổi hôm đó tôi hát được bao nhiêu bài. Nhưng chỉ cần là bài hát mà lính Làng Lò yêu cầu, chỉ cần là tôi biết là tôi hát. Khi mà giọng hát của tôi đã khản đặc, những cậu lính trẻ Làng Lò đã hát cùng tôi. Họ đem xong nồi bát đĩa ra làm nhạc cụ để tạo tiết tấu cho tôi hát. Lúc đó tôi hiểu, khi đến đây biểu diễn, việc tôi hát hay hay không, đúng nhạc hay không, không còn ý nghĩa nhiều nữa. Điều quan trọng hơn mà những ca sĩ như tôi cần làm là tặng cho họ những phút giây bình yên giữa chiến trường khốc liệt. Vì giữa chiến trường, họ ngồi đó, họ nghe tôi hát, sẽ quên đi ngoài kia là súng đạn, là chết chóc có thể đang chờ họ. Ở thành phố, khán giả của tôi có thể ngồi nghe tôi biểu diễn từ đầu đến cuối. Nhưng ở đây thì không, họ đứng lên và rời đi liên tục. Nhưng tôi không hề cảm thấy mình không được tôn trọng. Từng tiểu đội vào nghe tôi hát rồi lại ra ngoài chiến đấu, thay phiên cho tiểu đội khác. Có những người lính bị thương vẫn được đồng đội khiêng vào hang, vừa băng bó vừa chăm chú nhìn tôi. Có những cậu lính trẻ vừa đề nghị tôi hát một bài mà cậu ấy yêu thích, chỉ vài tiếng sau đã hy sinh khi rời khỏi hang về vị trí chiến đấu. Có tiểu đội thông tin không thể có mặt vì đảm bảo trực chiến 24/7, nên cuối cùng qua bộ đàm họ tha thiết đề nghị tôi: "Chị ơi, hát cho chúng em nghe qua bộ đàm có được không?" Làm sao có thể từ chối một lời đề nghị như thế, nên tôi đồng ý. Nhưng lúc cầm trên tay bộ đàm và hát cho những người khán giả, tôi không bao giờ biết mặt. Tôi đã không thể ngăn mình nghẹn ngào rơi nước mắt. Nếu ai hỏi đi hát ở chiến trường có khổ không, tôi không thể lắc đầu. Nhưng tôi biết ở trận địa nào tôi đã đi qua, ở đơn vị nào tôi đã đến hát, thì những nữ văn công như chúng tôi cũng luôn luôn được dành những thứ tốt nhất. Chúng tôi sẽ được ưu tiên nằm trên những ván tốt nhất, có những chiếc chăn ấm nhất, nguyên vẹn nhất, sẽ được những người lính gánh giúp từng gánh nước mang về tắm trong lán trại. Nếu có phải ăn cơm với đầu cá khô, với muối trắng, thì đó là những thứ ngon nhất, tốt nhất mà những đơn vị bộ đội ấy có thể dành cho chúng tôi. Ở hang Làng Lò, giữa quãng nghỉ của những buổi biểu diễn, trong khi những người lính ăn lương khô thì họ nấu cho chúng tôi bát mì. Ở trong hang Làng Lò có những người lính tôi không biết tên, trước khi quay trở về chốt trực chiến đã dúi vào tay tôi một lọ dầu thơm nho nhỏ, ngượng ngùng và nói: "Đây là chiến lợi phẩm em nhặt được của địch, tặng chị." Tôi bèn hỏi: "Sao cậu không giữ lại để chờ ngày về để tặng cho người yêu?" Người lính tôi không biết tên ấy trả lời: "Chiến trường gian khổ, chúng em xác định có thể hy sinh bất kỳ lúc nào." Tôi có thể nói rằng văn công chúng tôi được yêu thương với tất cả sự nâng niu trân trọng. Khi một người lính nói họ muốn nghe văn công hát, muốn được gặp đàn bà, tôi hiểu rằng
Nhìn thấy chúng tôi, họ sẽ nhớ đến những người mẹ, những người chị, người em gái và người yêu của họ. Đó là động lực để có thể ngay lập tức sau buổi biểu diễn đứng lên, bước ra ngoài hành lang để tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ vì những người lính như thế mà đi hát ở chiến trường biết là khổ, biết là nguy hiểm. Nhưng sau này, dù có bao nhiêu cơ hội xin ra khỏi đoàn nghệ thuật quân khu 2 để chuyển đến các đoàn khác, tôi đều từ chối. Cho đến ngày tôi rời Việt Nam sang Đức định cư cùng gia đình, hơn 40 năm qua, đứng ở trên đủ các sân khấu lớn nhỏ trong nước và ngoài nước, tôi vẫn nhớ về sân khấu đặc biệt và thiêng liêng ở hang Làng Lò trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm ấy.